Ê mày! Hả có chuyện gì? Tao mới đọc trên mạng mới có biến thái tên si cả năm chuyên đi ăn ba tô cơm đó. Mày cẩn thận đó, tao về đây. Tao cũng về. Hello em gái đi đâu đây? Ông là tên biến. Nằm im nhé em gái. Ông đừng làm gì tôi.